Ok. Tốt to all. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị. Yeah, first of all, my greetings to all and also my best Đầu tiên tôi xin gửi lời chào đến tất cả quý vị và cùng với lại lời chúc tốt đẹp nhất. person and the peoples who are joining this meditation session. So I wish you all that very peaceful and happiness in your mind and in your life. Đến tất cả quý vị nào đang theo dõi buổi thiền ngày hôm nay thì tôi xin chúc cho tất cả mọi người chúng ta có được một nội tâm an lạc cùng với tất cả một hạnh phúc trong tâm mình. So in this today's the in this session, so maybe I thought that it's important to share the some of the key points of the how you can overcome the anxiety and how you can overcome the stress. Because the when you have to live very peacefully, when you have to live happily, the most important thing is that you have to overcome the anxiety and the stress. Trong buổi ngày hôm nay, tôi nghĩ đến việc chia sẻ với tất cả mọi người những điểm mấu chốt làm sao mình có thể vượt qua được những trạng thái lo âu và căng thẳng của mình trong cuộc sống hàng ngày. Bởi vì để có được một cuộc sống an lạc trong nội tâm và hạnh phúc thì điều quan trọng hơn hết là mình tất cả chúng ta cần phải vượt qua và chiến thắng hết tất cả mọi lo âu và vượt qua tất cả mọi căng thẳng. So now that there is one thing that maybe weeks back when I was in Malaysia, one journalist, newspaper journalist, asked me a one question. Cách đây vài tuần trước khi tôi vẫn còn ở Malaysia thì tôi có gặp một nhà báo và nhà báo này đã hỏi tôi một câu hỏi. If the question is regarding about my book, which name is How to Overcome Anxiety Within 14 Days. That book was launched 2 3 months back in Taiwan. Người phóng viên đó hỏi tôi về cuốn sách của tôi mang tựa đề là làm sao có thể vượt qua căng thẳng trong vòng 14 ngày. Và cuốn sách này đã được xuất bản và phát hành ở Đài Loan cách đây 2 hoặc là 3 tháng trước. So the journalist, the newspaper journalist asked me the one question regarding about that book. Then she asked me and she said that, do you really think that person who read your book can overcome the anxiety within the 14 days? Người phóng viên cô ấy hỏi tôi một câu hỏi về cuốn sách của tôi. Cô ấy hỏi rằng thầy có tin rằng những người nào đọc sách của thầy sẽ có thể có cái khả năng vượt qua hết căng thẳng của mình trong vòng 14 ngày? Yeah, then I told the one thing. I told that first my answer is a very short answer. I say no. Khi đó tôi trả lời, đầu tiên tôi trả lời rất là ngắn gọn, tôi trả lời là không. I told that the reading after the my books, even they can overcome the anxiety. I told her there might be a new anxiety come in their mind. That when the new anxiety comes into their mind, then I can write a one another new book that saying that how to overcome that new anxiety.
Khi đó tôi nói rằng kể cả khi đọc xong quyển sách của tôi thì cũng không chắc là sẽ vượt hết, qua hết tất cả mọi lo âu trong vòng 14 ngày. Bởi vì chỉ trong vòng 14 ngày đó, nếu mà đã vượt qua hết mọi lo âu thì những ngày kế tiếp sẽ lại có những lo âu mới, những cái căng thẳng mới ở trong nội tâm của mình. Thế thì tôi sẽ viết ra một quyển sách mới để chúng ta biết được cái phương pháp vượt qua được những cái lo âu mới này. Anxiety and the stress won't stop coming in the people mind. When the anxiety and the stress will not stop the coming as a people mind, so I don't have to stop writing the books. So I can keep on the writing the books how to overcome the anxiety and stress. I told her that. Tôi nói với lại cô phóng viên đó là căng thẳng với lại lo âu nó sẽ không bao giờ dừng lại ở trong tâm của mình, nó luôn luôn sẽ được nảy sinh ra trong tâm của mình. Cho nên để mà vượt qua được những căng thẳng và lo âu đó thì tôi sẽ viết những quyển sách để hướng dẫn phương pháp để vượt qua căng thẳng lo âu. Bởi vì căng thẳng lo âu vẫn cứ sẽ có trong tâm mình, cho nên tôi vẫn cứ sẽ tiếp tục viết những quyển sách đó. Only the anxiety and the stress will be stopped coming in the people's mind when the people become a Buddha. That is the only the solution. Khi mà chúng ta thành Phật rồi, khi mà một người nào đó thành Phật rồi thì ở trong tâm của người đó thì mới không còn có lo âu, cũng không còn có căng thẳng. Thì đó mới chính là cái giải pháp tối ưu nhất. Now the in this today the session, I want to give the few key points. That key points it will help you, but I'm sure these key points after the learning these key points, don't think that just you will overcome the all the anxiety and the stress, but I'm sure this key point will help you dramatically reduce your stress and anxiety. Cho nên trong buổi ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn một số cái điểm mấu chốt là điểm quan trọng. Nhưng mà tôi không nói rằng với những cái điểm mấu chốt đó chúng ta sẽ hoàn toàn vượt qua hết tất cả mọi căng thẳng và lo âu. Nhưng mà tôi có thể đảm bảo rằng với những cái điểm mấu chốt, điểm quan trọng này, chúng ta có thể làm giảm được đáng kể cái mức độ căng thẳng và lo âu trong tâm của mình. Generally, there are the two types of the meditations. One we call the single point meditation, one we call the analytical meditation. Last session, couple of the session, we just focus on the single point meditation. Today, the session, we will do a little bit more on the analytical meditation. Nói về thiền thì chúng ta thường có hai phương pháp thiền. Thứ nhất đó là thiền tập trung, hay còn gọi là thiền chỉ. Thì thiền tập trung và thiền chỉ này là phương pháp mà chúng ta đã thực hành trong những buổi trước. Còn loại thiền thứ hai đó là thiền phân tích, thiền quán sát, hay còn gọi là thiền quán. Thì trong buổi ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn một số điều quan trọng về thiền quán để chúng ta có thể áp dụng. Analytical meditation is a generally it's a something you have to do the analysis or something that you have to change a little bit of the way you of the way of the you think. If the Nói về changes of the your perspective, if the change thiền quán hay là thiền phân tích hay là thiền quan sát, đó là những cái tên gọi cho loại phương pháp thiền này. Thì khi chúng ta thực hành phương pháp thiền này thì chúng ta cần phải thực hành sự quan sát và sự phân tích của mình. Có nghĩa là mình cần phải thay đổi cách mình suy nghĩ, cách mình tư duy và thay đổi cái quan điểm nhìn nhận vấn đề của mình. That's why the first thing is the changes that what you have to do with them. Do đó, điều đầu tiên là chúng ta cần phải thay đổi cái lối tư duy của mình, thay đổi cách suy nghĩ của mình. One is that what you have to change is that that's generally, whenever we have the difficult time, whenever we have the some challenges comes in our life,
Whenever we ask him for this, we will wonder why me, why me. Nói về điểm đầu tiên này thì trong cuộc sống của chúng ta, bất cứ lúc nào mà mình gặp khó khăn hoặc là mình gặp nghịch cảnh hoặc là những vấn đề rắc rối của mình thì mình luôn suy nghĩ rằng tại sao tôi lại gặp khó khăn, tại sao tôi lại gặp nghịch cảnh này, tại sao lại là tôi. So this should be really changed. Với First step. cái quan điểm này, với cái cách suy nghĩ này, chúng ta cần phải thay đổi, đó chính là bước đầu tiên. Because something good thing happens in our life. Bởi vì trong If you win $100,000 lottery. Then you will never ask the why me. Only you will ask yourself the why me when something bad thing happens. When the good thing happens, you never ask the why me. Bởi vì trong cuộc sống của chúng ta, những lúc mà chúng ta gặp may mắn hoặc là những điều tốt, ví dụ như chúng ta được trúng số, được một giải đặc biệt, 100.000 đô la chẳng hạn, thì khi đó chúng ta sẽ chẳng bao giờ nói là tại sao tôi lại may mắn, tại sao tôi lại trúng số. Mình chỉ hỏi câu đó khi mình gặp khó khăn hoặc là mình gặp rắc rối, thì khi đó mình mới nói rằng, mình mới nghĩ rằng, ồ, tại sao tôi lại gặp khó khăn, tại sao những rắc rối đó lại xảy đến với tôi. So that's why whenever you have faced the challenges or the difficulties, the first thing is that you have to learn or that you have to learn that whenever challenges, problems comes in your life, you have to know that not only you, there are lots of people others also suffering, not only you. Do đó chúng ta cần phải thay đổi cái cách suy nghĩ của mình ở điểm này. Khi mình gặp khó khăn hoặc khi mình gặp nghịch cảnh thì mình nên suy nghĩ rằng trong cuộc sống này không phải chỉ có bản thân mình mới gặp khó khăn, mới gặp nghịch cảnh như thế. Cũng có rất nhiều người khác cũng gặp khó khăn, cũng gặp hoặc nghịch cảnh, hoặc là cũng có rất nhiều người khác cũng gặp khó khăn giống như mình đang có, cũng gặp nghịch cảnh giống như mình đang có. This is the first step. Second step is that whenever challenges, problem, or the stress, whatever comes in your mind, the second step is that you have to try to find the cause. What is the cause of that anxiety? What is the cause of that makes you the unhappy? The cause, you have to try to find the cause. Đó là bước thứ nhất. Bước thứ hai là khi chúng ta gặp khó khăn hoặc là khi chúng ta gặp những vấn đề rắc rối thì mình hãy đi tìm cái nguyên nhân tại sao mình lại gặp khó khăn đó, tại sao mình lại gặp rắc rối đó. Sometimes we will not look. We will just look at the effects. We don't look at the effect, look at the cause. Đôi lúc khi mình gặp khó khăn thì mình lại không có đi tìm cái nguyên nhân tại sao mình gặp khó khăn đó. Mình chỉ nhìn nhận về cái kết quả, cái hậu quả mà mình đang gánh chịu khó khăn đó. Cho nên bây giờ mình cần thay đổi là mình hãy đi tìm cái nguyên nhân để mình hiểu rõ về cái nguyên nhân của những khó khăn của mình. Then find when you find the cause and the then think the what kind of method or the solution you have to eliminate that cause. Và khi chúng ta đi tìm những nguyên nhân đó thì sau khi mình hiểu được những nguyên nhân của những khó khăn đó rồi thì chúng ta hãy đề ra những cái giải pháp, những phương án để mình có thể loại trừ những cái nguyên nhân đó. Is one thing that the people have suffered of the snake bite. The lot of the snakes in that kingdom, a lot of the people died because of the snake bite. Có một câu chuyện ở trong một vương quốc nọ thì có rất là nhiều rắn và mọi người rất là thường bị rắn cắn. King have to think for the solution. To save the his subject and the his people. Khi đó vị vua của vương quân của vương quốc đó thì mới nghĩ
right, then what he did is that he declared that. Và khi đó thì vị vua mới tìm mới cố gắng để tìm ra phương pháp nào để tránh cho người dân trong vương quốc đó khỏi bị rắn cắn nữa. He declared that anyone who kills a snake, they will get the one gold coin for killing a one snake. If they can kill the five snake, they will get the five gold coins. Đức vua mới thông báo rằng nếu mà ai bắt được và giết được một con rắn thì sẽ được thưởng 1 đồng tiền vàng. Cũng giống như vậy, nếu mà bắt được giết được 5 con rắn thì sẽ được thưởng 5 đồng tiền vàng. Then after a few months later, the number of the snakes decreased very, very much because everyone started to kill the snake. So number of the snake decreased very much. Khi đó, sau khi nhà vua thông báo như vậy thì vài tháng sau số lượng rắn ở trên vương quốc đó giảm đi rất nhiều. Then what happened is that after the 6 months later, then very strange thing happened. Instead of the number of the snake was decreasing, number of the snakes was increased dramatically. Và sau đó một thời gian nữa thì số lượng trên vương quốc đó đã giảm rồi, nhưng mà bây giờ lại tăng lên rất là nhiều, và khi đó thì đức vua rất là ngạc nhiên. Then the king find it out the one fact that the number of snakes increased because now the people started to raise the snake. The people started to raise the snake farm because now the one snake, they can get the one gold coin. So they raised the snake farm. Then the snake numbers dramatically increased. Sau đó Đức Vua phát hiện ra nguyên nhân là bởi vì trước đó ông đã thông báo mọi người tìm bắt và giết được con rắn, một con rắn thì sẽ được 1 đồng tiền vàng. Cho nên dân chúng ở trong vương quốc bắt đầu có một số nhà nuôi rắn để bắt rắn rồi đem giết để lãnh thưởng lấy tiền. Cho nên bây giờ số lượng rắn ở trên đất nước đó, trên vương quốc đó tăng thêm chứ không có giảm đi nữa. So sometimes we have to look at the cause of this problem. We will not look the cause of problem. We will first look at the problem, then try to find the solution for that problem. We actually, what we have to do is we have to look at the problem, then find the cause of the problem, then try to find the solution for the cause of the problem, not a solution for the problem. That is the second key point. Do đó chúng ta cần phải tìm hiểu về nguyên nhân của những rắc rối, của những vấn đề, của những khó khăn đó để chúng ta loại trừ cái nguyên nhân đó. Thông thường những gì mình thường hay làm đó là mình nhìn thẳng vào cái khó khăn đó rồi mình tìm giải pháp cho khó khăn đó. Nhưng mà khi mình tìm giải pháp cho khó khăn đó thì cái nguyên nhân của những khó khăn đó nó vẫn còn. Thì từ cái nguyên nhân đó nó có thể sinh ra khó khăn nữa. Cho nên về rốt ráo chúng ta phải tìm cái nguyên nhân của những phải tìm giải pháp cho những cái nguyên nhân của khó khăn đó mới là rốt ráo đó mới là tối ưu nhất, chứ không phải là tìm giải pháp chỉ cho cái khó khăn đó thôi, mà cần phải tìm giải pháp cho cái nguyên nhân của khó khăn. Rồi, bây giờ là bước thứ ba. Bước thứ ba này cũng là bước mạnh mẽ nhất, cũng là cái phương pháp tốt nhất để chúng ta có thể đối diện và chúng ta vượt qua những căng thẳng và những lo âu của mình. Hello. Yes, xin mời chị. Hello. Yes, sir. Yes. When you are unhappy or when you feel the sad, so what you have to do is you have to look at your unhappiness. You have to look at your anxiety.
Bước thứ ba này có nghĩa là khi chúng ta cảm thấy trong tâm mình bất an hoặc là không vui hoặc là có những lo âu thì mình cần phải đối mặt trực tiếp, mình nhìn thẳng vào những cái lo âu đó của mình, nhìn thẳng vào những cái điều bất an đó của mình. So when you feel unhappy, when you feel the sad, just you have to look into their unhappiness. Try to find that way is that unhappiness. When you feel the stress, where does that stress exist? Where does that anxiety exist? Try to look at it. Try to find it. Try to search it. Where does that anxiety exist? Có nghĩa là khi chúng ta gặp lo âu hoặc căng thẳng thì chúng ta hãy đối mặt trực tiếp, nhìn thẳng vào những cái cơn lo âu, những cơn căng thẳng đó, mình tìm xem cái lo âu này nó ở đâu mà có, nó từ đâu ra, căng thẳng này nó từ đâu ra, và hãy cố gắng đi tìm để xem nó đang nằm ở chỗ nào, từ đâu mà có, từ đâu mà ra. Because the anxiety, stress, unhappiness, whatever you call it, whatever you call the joy, happiness, whatever you call it, these all comes from the mind. It is just like a projections of the mind. This is also arises from the mind. When you try to find and the search, you won't find all these emotions. Especially when you have feeling a very stress, when you're feeling a very worried, try to search that. Where does that worry? Where does that stress? Where does that unhappiness is? Where does that exist? Try to search, try to find. While you are processing of the trying to find it, then you will feel that. You will feel that there is no any emotions. You will feel that. In the process of that, you will forget to feel all these negative emotions. Bởi vì trong tâm của chúng ta bất cứ lúc nào mình gặp căng thẳng hoặc là lo âu hoặc là có những khi mình hạnh phúc hoặc là mình vui vẻ thì đó là những cảm xúc mà mình có trong tâm mình, cho dù mình gọi nó bằng bất cứ cái tên gì đi chăng nữa thì những cảm xúc đó nó cũng là những cái sản phẩm của tâm trí mình, do cái tâm trí mình tạo ra, và nó từ chính cái tâm của mình tạo ra những cái cảm xúc đó. Cho nên khi mà mình cố gắng mình đi tìm về cái bản chất thật sự của những cái cảm xúc đó thì mình tìm cái nơi chốn nào mà nó phát sinh ra, mình tìm cái nơi chốn nào để mà mình có được cái cảm xúc đó, mình đi tìm mãi mình cũng sẽ không tìm thấy cái cảm xúc đó ở đâu ra. Ví dụ khi chúng ta lo lắng hoặc là đối nghịch như thế thì khi chúng ta cảm thấy hạnh phúc hoặc là vui vẻ thì những cái cảm xúc này nếu mà mình đi tìm thì trong cái quá trình mà mình đi tìm những cái cảm xúc đó, mình sẽ không có còn cảm thấy cảm xúc đó thật sự nữa. Ví dụ khi mình đang căng thẳng hoặc là khi mình đang lo âu, mình đi tìm cái nơi chốn nào mà cái căng thẳng và lo âu đó phát sinh ra, thì trong cái quá trình tìm như vậy, mình sẽ dần dần không còn cảm thấy lo âu, cũng không còn cảm thấy căng thẳng nữa, và mình sẽ quên đi những cái lo âu và những cái căng thẳng đó. So that is the from call the that is called the Phương pháp này gọi là phương pháp thiền. Phương pháp này gọi là phương pháp thiền thực hành phân tích về tánh không. So the first moments, whenever you're having the unhappiness or worry comes in your mind, and that what you have to do is that what you have to do is that try to search that the way does that anxiety, where does that worry, where does that unhappiness exist? Try to. And while the process of the searching the unity, you will not feel that.
Do đó lúc nào chúng ta cảm thấy mình lo âu hoặc là mình bị căng thẳng thì chúng ta hãy đối mặt trực tiếp với đối diện trực tiếp với những cái cơn căng thẳng và lo âu đó, và mình đi tìm xem những căng thẳng và những lo âu đó ở đâu mà nó có. Và trong cái quá trình mà cứ đi tìm như vậy thì dần dần mình sẽ giảm bớt cái mức độ lo âu và giảm bớt cái mức độ căng thẳng, dẫn đến là mình sẽ quên đi những cái lo âu và những căng thẳng đó. Whenever you feel joy and happiness, don't try to search where does that joy and happiness exist. Don't try to search, because don't disturb the feeling of the joy. Don't disturb it at all. Còn lúc nào mà chúng ta thấy mình đang vui vẻ và hạnh phúc thì cũng đừng nên đi tìm cái cảm xúc vui vẻ và hạnh phúc đó ở đâu. Bởi vì nếu mà mình đi tìm như vậy, mình sẽ phá hỏng mất đi cái khoảnh khắc vui vẻ hạnh phúc của mình sẽ không có còn cảm thấy hạnh phúc vui vẻ nữa. When you are feeling the joy, when you are feeling the happy, live with that feeling, stay with that feeling. That's the life. Là khi mình cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ thì mình hãy sống với những điều vui vẻ đó, mình hãy sống với những hạnh phúc đó, đó chính là cuộc sống của mình. But the some people's having a little misunderstanding of the joy and the happiness and the pleasure. Pleasure is more physical. Happiness is more psychological. So Buddhism pay more importance for the happiness, psychological joy. Nhưng mà chúng ta đôi lúc mình lại hiểu nhầm cái ý nghĩa của niềm vui hạnh phúc với lại những cái cảm xúc vui vẻ phấn khích bình thường. Bởi vì những cái cảm xúc phấn khích vui vẻ bình thường đó thì nó chỉ là những cái cảm xúc qua thân thể, là qua thân thể mình cảm xúc mình cảm nhận cái sự hưng phấn đó một thời gian ngắn, nhưng mà cái niềm vui và niềm hạnh phúc thật sự đó nó nằm ở trong tâm mình thì đó mới chính là cái hạnh phúc mà thật sự. Okay, so this week, whenever you feel anxiety, whenever you feel unhappiness, third step, just try to search. Just try to find where does that unhappiness, where does that anxiety exist. Try to search in your whole body. Do that. Then you will find that when you're doing that, you will feel, then you will see that the joy, anxiety, sorry, that then when you process of the doing it, you will feel that the worry and the anxiety will disappear. Trong tuần này thì quý vị hãy cứ thực hành phương pháp này. Lúc nào chúng ta cảm thấy lo âu hoặc là căng thẳng thì mình hãy đi tìm những cơn lo âu căng thẳng đó ở trong khắp thân thể của mình xem nó nằm ở đâu. Và trong cái quá trình mình đi tìm cái cơn lo âu và căng thẳng đó thì mình sẽ quên dần cái sự lo âu và sự căng thẳng đó, mình sẽ không có còn cảm thấy nó mang cái tính kịch liệt như là lúc đầu nó mới phát sinh. Okay, thank you very much. Thank you very much, Paul. So today we'll stop here. Thank Rồi you very much. hôm nay tôi sẽ dừng ở đây. Cảm ơn tất cả quý vị.